tiên là chúng ta phải nhắc đến là rượu vang đỏ. Tại sao nó lại là gọi là rượu vang đỏ? Vì thực sự chúng ta nhìn thấy là màu nó là màu sắc màu đỏ. Và cái màu đỏ này nó sẽ đến từ cái vỏ của cái trái nho. Cái thứ hai là các cái giống nho mà chúng ta thấy để sản xuất rượu vang đỏ thì đầu tiên là Cabernet Sauvignon, đúng không ạ? Thứ hai là Merlot hay là Merlot. Và thứ ba là Pinot Noir hay là Syrah. Đấy, hương vị đặc trưng của rượu vang đỏ nó rất là phong phú cái hương vị của trái cây mà đỏ và có cái màu đỏ này. Ví dụ như trái dâu này hay là anh đào hay là mận. Cái rượu vang đỏ này chúng ta thường là được ướp cùng gối sồi nữa, nên là rượu vang đỏ sẽ mang cái vị nó sẽ đậm đà hơn của vang trắng này. Đây là cái quy trình của sản xuất rượu vang này. Từ trái nho này thái về chúng ta mang ép này, xong rồi lên men ở trong các cái thùng gỗ này, chúng ta đưa cái men vào và ướp trong các loại thùng gỗ sồi. Chúng ta đóng chai này, xong chúng ta ủ trong chai, sau đó mới dán nhãn này và xuất đi khắp thế giới để chúng ta sử dụng. Cái thứ hai chúng ta thấy là rượu vang trắng. Cái đặc điểm của rượu vang trắng nó gần như trái ngược với rượu vang đỏ một chút xíu, là chúng ta thấy nó là màu trắng mà. Nên thực sự nó có thể là chuyển có màu vàng xanh, nhưng mà chúng ta quen gọi là rượu vang trắng. Và các cái giống nho mà phổ biến để sản xuất rượu vang trắng, ta thấy hiện tại trên thị trường của mình chúng ta thấy là Chardonnay này, Sauvignon Blanc này, Riesling. Hương vị đặc trưng của rượu vang trắng ta thấy là thường nó rất là tươi mát, và cái mùi của nó sẽ là cái mùi trái cây tươi như táo hay là lê. Chúng ta thấy là mùi chanh, mùi bưởi là nằm ở trong cái rượu vang trắng rất là nhiều. Cái quy trình thì nó cũng gần giống như cái quy trình sản xuất rượu vang đỏ thôi. Rượu vang hồng hay là thường hay gọi là rosé, cái màu đó là nó nằm ở giữa cái màu vang đỏ và rượu vang trắng. Trong cái quá trình chúng ta sản xuất rượu vang đỏ này, thế nhưng mà chúng ta sẽ ướp cái vỏ và cái thức cốt đó lâu hơn. Như rượu vang hồng chúng ta chỉ ướp một thời gian rất là ngắn thôi, và sau đó chúng ta sẽ vớt cái vỏ nho ra, thế thành ra nó sẽ tạo ra cái màu của rượu vang, nó sẽ là cái màu hồng chứ không phải là cái màu đỏ đậm như chúng ta thấy từ rượu vang đỏ. Các giống nho mà phổ biến để chúng ta sản xuất rượu vang hồng chúng ta thấy là Pinot này, Syrah này, Pinot Noir. Cái hương vị đặc trưng của vang hồng chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là tươi mát, giống như quả mông xôi này hay là dưa hấu hay là dâu tây. Chúng ta thấy là tuy nó là những cái trái đỏ, nhưng mà trái đỏ chúng ta cảm giác rất là mát, rất là dịu dàng, và đặc biệt là rất là phù hợp với khẩu vị của phụ nữ. Rượu vang sủi tăm là thường hay gọi là rượu vang đổ đấy, hay là sparkling. Cái rượu champagne cũng được gọi là một rượu vang sủi tăm, nhưng cái rượu vang sủi tăm này được sản xuất tại tỉnh Champagne của Pháp, nên nó được gọi là rượu champagne. Các giống nho mà sản xuất rượu champagne thì thông thường là từ cái giống nho trắng là Chardonnay, cái giống nho đỏ là Pinot Noir. Hương vị của rượu champagne nó sẽ làm chúng ta, ngoài cái tươi mát của rượu vang trắng ra, thì nó còn thêm cái phần mát hơn nữa của cái CO2 thì làm cho mình khi uống rượu champagne chúng ta cảm giác rất là mát, rất là thăng hoa, và người ta muốn có những cảm giác mà lâng lâng thích thú hơn thì người ta sẽ thường hay uống rượu champagne vang ngọt. Và vang ngọt này thường nó sẽ là vang trắng ngọt nhiều hơn. Cái vang đỏ ngọt thì chúng ta thấy nó cũng cay. Tại sao nó gọi vang ngọt? Thì đương nhiên cái hàm lượng đường ở trong cái rượu vang đó nó sẽ cao hơn là các cái loại vang chúng ta thường thấy công dụng. Cái quy trình của để sản xuất cái rượu vang trắng ngọt này nó sẽ khác hơn một chút, là đa số người ta lên men thì người ta không lên men ngay từ khi trái cây mới hái về, mà người ta để nó héo đi, nó khô, và cái nước nó bốc hơi đi, và cái hàm lượng đường ở trong cái trái nho nó sẽ tăng rất nhiều, và khi đó người ta mới mang đi ép và mang để sản xuất rượu vang ngọt này. Cái hàm lượng lúc nó còn rất là cao, người ta đã dừng lại và người ta không tiếp tục cho lên men nữa, và men nó sẽ dừng lại, nên cái hàm lượng nó còn chứa rất là cao trong rượu, nên nó sẽ tạo cho chúng ta cái vị ngọt. Mùi vị đặc trưng của cái rượu vang ngọt là sẽ mang nhiều hơn về cái hương vị của những cái trái cây và trái cây khô.